Xin chào các bạn. Nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách ươm bầu ngô nhé. Đó, đây là bắt đầu đi xách bùn về đấy ạ. Đó. Đó, xách bùn về xong rồi đổ vào đây. Thế xong rồi là mình cán nó ra và để nó xe xe, bắt đầu ta mới đấy, bùn này. Vâng ạ. Đó. Đó các bạn, mình đổ bùn ra như thế này này. Thế xong bắt đầu mình mới cán mỏng ra. Ủi lắm rác lắm cỏ lắm. Cái này là mình phải nhặt hết cái cỏ rác đi đó các bạn nhé. Dàn thế này là mình bóp cái đất nó nhỏ ra thế này này. Thế xong rồi có cái rác cái rưởi nào là mình bỏ nó đi các bạn nhé. Xong mình xoa phẳng cái này các bạn nhé. Tại mà nó quay. Đó các bạn, đây là bùn đã để nó xe xe mặt là bốc được qua được 8 tiếng đồng hồ. Thế xong bắt đầu mình mới đem mình cắt, mình lấy dao mình cắt. Cắt xong rồi mình lấy tay mình dùi lỗ như thế này các bạn nhé. Đấy, dùi lỗ này xong bắt đầu mình mới đi mình thả hạt. Đó các bạn nhìn. Đã ăn sáng chưa mà đã nhìn. Đó. Mỗi hố một hạt. Mà cái hạt của mình là mình chỉ có ngâm để cho nó trương lên thôi, chứ uống đủ nước thôi. Hoặc là không cần phải ngâm cũng được. Thế xong rồi là mình mới thả vào đấy, xong mình lại lấy đất mình lấp lên nhé các bạn nhé. Giới thiệu thế này chắc là nhiều người không biết đâu ạ. Đó, bây giờ bắt đầu mình mới bác đất mình phủ lên các bạn nhé. Phủ lên trên chốc hạt ngô, lớp kín hạt ngô và lớp kín đi. Kẽ nở để cho nó đỡ bị khô. Hôm nay phải tưới nữa đấy. Không tưới làm sao nó lên được. Đập phải trời mưa thì không cần phải tưới. Đó các bạn. Đây. Chỗ này là chưa thả hạt này. Còn chỗ này là thả hạt rồi. Và thả xong là mình phải lấp như thế này các bạn nhé. Đó. Thả đơn giản lắm các bạn ạ. Mình cứ đục lỗ và lấy tay dùi lỗ, xong mỗi một lỗ mình thả một cái hạt vào đấy. Đó các bạn, đây là bầu ngô của mình đã được 3 ngày nhá. Nắng quá các bạn ạ, nắng quá, tưới thì tưới nhưng mà vẫn không ổn, bây giờ bắt đầu nó mới nhú lên này. 3 ngày sau khi mình cắm hạt, nhú lên mọc vẫn chưa đều các bạn ạ. Đó. Các bạn ơi, ngô của mình đã được 5 ngày các bạn nhìn này. Đó, đẹp chưa? Đều. 5 ngày. Ngày mai hoặc ngày kia là mình rồng được thôi các bạn ạ. 6 đến 7 ngày. Đấy các bạn nhìn chưa? Bãi bầu ngô của mình lên rất là đẹp. Đó. Thế này là mình quốc hố ra mình rồng, là rồng đến đâu là đẹp đến đấy các bạn ạ. Đó.
Xin chào tất cả mọi người. Hôm qua mình lên một cái clip là mình giới thiệu các bạn về cách trồng ngô nếp và mùa vụ của ngô nếp nhá. Thế có người gọi điện đến cho mình trực tiếp hỏi mình là khi lấy ngô bầu để trồng như thế nào, quy cách và khoảng cách của nó như thế nào. Thì hôm nay mình ra đây mình lại giới thiệu, trời mưa đây này các bạn này, trời mưa nhưng mà mình vẫn ra giới thiệu cho các bạn đây. Đấy, nước này, vừa mới mưa xong mình ra đây mình quay và giới thiệu cho các bạn nhé, cho nó rõ ràng cụ thể các bạn nhé. Đây, hàng, cách hàng của nó là hàng thông ấy các bạn, là 65 đến 70 phân các bạn nhé. Còn cây, cách cây của nó là các bạn cho từ 25 đến 30 phân. Đấy, 30 cm đấy các bạn. Đấy các bạn nhìn này, qua 2 ngày trồng bầu mà trời gặp trời mưa to mà cây ngô của mình vẫn đẹp như thế này các bạn. Đó, cái bầu kia là để sót này. Được. Thế và đây mình sẽ quay cho các bạn xem là cách lấy bầu và cách chăm bón. Có bạn hỏi mình là thế ngô thì chăm bón vào những giai đoạn như thế nào và cách lấy bầu như thế nào. Thì trước đó mình đã quay cho các bạn xem một cái clip là cách làm bầu ngô các bạn nhé. Khi mình làm bầu ngô thì mình bốc bùn lên và mình để từ 8 đến 10 tiếng. Thế khi mà cái bùn của nó đã cứng lên rồi thì bắt đầu mình mới cắt. Mình dùng dao mình cắt và mình lấy tay rùi lỗ xong bắt đầu mình mới thả hạt và mình lấp. Thì khi đó là cái bùn của nó. Đây là những cái bầu cây hạt ngô nó bị thối, nó không mọc này. Thì nó đã chắc như thế này các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ quay cách lấy bầu ngô cho các bạn xem nhé. Đó, khi bãi bầu ngô như thế này thì cái bùn của nó đã đứng cứng thành mảng rồi các bạn. Các bạn nhìn xem, mình lấy này. Đó, rất là đơn giản. Khi mình lấy lên rồi á, mình sẽ tách từng bầu. Đấy. Đây. Bầu cây này của mình là hôm nay là 8 ngày các bạn nhé. 8 ngày từ khi bắt đầu xuống hạt mà đây là mình cắm hạt khô đấy các bạn. Đấy. Các bạn xem. Cây ngô như này rồng là vừa đẹp này. Một lá chân, 1, 2, 3. 3 lá và một búp các bạn nhé. Này là đẹp nhất các bạn ạ. Đấy, khi mình rồng xuống là đẹp nhất. Và đây là mình mang cái chậu đi để mình xếp. Xếp từng vẳng ngô như thế này, xong mình xếp vào chậu. Bạn thấy chưa? Thank you.
bạn xem chậu bầu ngô của mình nhé. Đó các bạn, mình giống ngô là mình phải có 3 giai đoạn bón là quan trọng nhất. Giai đoạn đầu tiên là bón lót, đây là mình cho phân tổng hợp NPK nhé các bạn nhé. Thế xong rồi là mình cho thêm phân chuồng nữa này. Đó, đây, xe phân chuồng của mình, mình ủ tơi và mình cho đây. Đây là mình xen, trồng xen vào các cái luống khoai các bạn ạ. Đây là ruộng khoai của mình mới trồng được... hôm nay là cũng được 1 tuần rồi đây các bạn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ dồn xen ngô vào các cái rãnh khoai này các bạn ạ. Đó. Trời mưa chỗ nào cũng có nước. Đó các bạn. Khi mình đã đặt phân này, bên dưới là phân N này, tổng hợp này, và bên trên là phân chuồng các bạn nhé. Thế mình mới đặt cây ngô vào giữa đống phân các bạn nhé. Và mình tiến hành lấp đất. Đấy, ok. Các bạn thấy chưa? Trồng một cái là đẹp ngay. Trên đây là cách dồng ngô bầu các bạn nhé, cách ra bầu, ươm bầu, ra bầu ngô và trồng ngô bầu. Và bước đầu tiên là ta bón phân đợt 1 đấy các bạn ạ. Ngô thì mình sẽ bón làm 3 đợt các bạn nhé. Đây là bón đợt đầu này, và mình chờ đến khi mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn xem cái vườn ngô của mình đây các bạn nhé. Vườn ngô của mình đây là vườn ngô trồng được 10 ngày và mình đã bắt đầu bón đạm lần thứ 2. Nghĩa là khi mình trồng là mình bón lót 1 lần trước, bón lót phân tổng hợp N và bón phân chuồng. Thế sau khi mình trồng được 10 ngày, 10 từ trong khung từ 10 đến 15 ngày thì mình đã phải bón cho nó một lượt đạm các bạn nhé, đạm ure các bạn. Mà các bạn xem cây ngô của mình xem được mấy lá này. Đây cây này. 1 lá, 2 lá, 3 lá, 4 lá, 5 lá, 6 lá, 7 lá. 7 lá và 1 búp các bạn nhé. Đấy, cây ngô 7 lá và 1 búp. Các bạn bón cho mình một đợt đạm, đạm ure các bạn. Xong và các bạn sẽ lấp gốc vào cho mình. Đó. Và đến các bạn cảm thấy nó có sâu thì các bạn phun sâu cho nó, mà không có sâu thì các bạn cứ mặc kệ nó. Cây ngô rất dễ lên các bạn ạ. Và một giai đoạn nữa thì mình, các bạn chờ cho mình đến bãi ngô, cây ngô đến tuổi bón lần cuối cùng nhé. Và đây các bạn, khi cây ngô của mình đã lên được, mình đã bón được 2 lần phân. Lần thứ nhất là mình bón lót phân chuồng và phân NPK.
Lần thứ hai là mình bón đạm. Đấy, khi mà cây ngô được 7 lá các bạn nhé. Còn khi cây ngô của mình, đây là mình sẽ chuẩn bị đón bón lần cuối này, mà mình bón nguyên kali. Mình đếm lá này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lá và một búp các bạn nhé. Bắt đầu các bạn nhìn rõ cây ngô này. Là cái búp của nó đã bắt đầu nhọn nhọn lên rồi các bạn. Đó. Đến khi mà cây ngô được 14 lá thì là nó sẽ chỗ đồng các bạn nhé. Trong này là mình bóc ra là chưa có đồng, nhưng mà lên 2 lá nữa là cây ngô sẽ có đồng. Thì trong giai đoạn này mình sẽ bón lần cuối cùng. Đó là mình sẽ bón kali. Bón kali để làm gì? Để cho cái bắp của nó nuôi bắp của nó và cái hạt của nó rất là múp và bắp của nó rất là đẫy các bạn nhé. Đó. Các bạn xem vườn ngô của mình. Mình đã giới thiệu với các bạn tất cả trong quá trình từ khi mình ươm hạt ngô và cho đến khi cây ngô chắc các giai đoạn, từ khi trồng cho đến chăm bón lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Đấy, các bạn xem và các bạn làm theo nhé. Rất là đơn giản các bạn ạ. Cây ngô thì nói chung là mình trồng quanh năm. Để mà nói về cây ngô tẻ thì mình trồng quanh năm, mình trồng lúc nào cũng được. Cây ngô nếp cũng thế, nhưng mà nếu như mình kinh doanh ngô nếp để bán cho nó dễ và nhiều người tiêu thụ thì mình sẽ chọn trồng ngô nếp vào cái vụ cuối năm các bạn nhé. Vụ thu đông các bạn ạ. Thì là cây ngô nếp, bắp ngô nếp thời tiết nó mát mẻ thì là sẽ dễ tiêu thụ hơn là những cái mùa kia các bạn ạ. Đó. Đây là vườn ngô của mình, nó đã được vào khoảng độ một tháng từ khi bắt đầu mình thả hạt ươm bầu. Đấy, mình xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và mình đã giới thiệu với các bạn trong quá trình từ ươm bầu ngô cho đến khi cây ngô và các giai đoạn trồng và chăm sóc bón phân cho nó các bạn nhé. À đây, mình cái vụ này mình trồng là nó ít bị khô vằn. Mình xin giới thiệu với các bạn một cách nữa là chữa bệnh khô vằn của ngô nhé. Đây như cái cây này. Cây này là gọi là cây bị khô vằn thối nũn đấy các bạn. Các bạn nhìn xem. Đây mà là cây khô vằn thối nũn. Mình sẽ không phun thuốc, trời mưa này phun thuốc cũng vô tác dụng. Mình sẽ bóc. Bóc cái lá của nó đi. Bóc cái lá bị khô vằn thối nũn này đi các bạn. Nếu các bạn mà dòng nhiều thì mới bỏ cái công phun, mà nếu mà các bạn mà dòng ít thì không bỏ cái công phun các bạn ạ. Đó, mình sẽ bóc sạch nó đi và nó sẽ không lây lan lên cái đốt bên trên nữa. Thì là yên tâm các bạn nhé. Đó. Mình xin kết thúc video ở đây và mình cũng xin chúc các bạn thành công trong cách trồng và chăm sóc cây ngô làm sao cho hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công.